Chào cả nhà, hôm nay Shop Thảo Dược Thanh Phát muốn chia sẻ cho cả nhà biết đến những cái lợi ích tuyệt vời từ nụ hoa tam thất. Nụ hoa tam thất đặc biệt rất là tốt đối với các bác lớn tuổi, những người đang bị mất ngủ, huyết áp cao này, và những người bị mỡ máu. Cái nụ hoa tam thất này uống vào nó sẽ giúp cho mình được ngủ sâu giấc hơn này. Và những người bị huyết áp cao dùng cực kỳ tốt, sẽ giúp cho mình ổn định huyết áp. Còn đối với những bác mà huyết áp thấp á, thì mình nên hạn chế hoặc là mình dùng với số lượng ít nhé. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho mình tăng cường được trí não này, giúp tăng về trí nhớ, an thần, loại bỏ stress này, mệt mỏi, chữa đau đầu, chóng mặt. Nụ hoa tam thất rất là tốt, đặc biệt là các bác cao huyết áp ha. Thì nó còn hỗ trợ cho mình là giảm béo và làm đẹp da. Thông thường thì khi mình uống nụ hoa tam thất một thời gian, cái giấc ngủ của mình nó sẽ sâu hơn, cải thiện được giấc ngủ và cái sức khỏe của mình nó được tăng cường, cái sức đề kháng. Khi uống một thời gian, cái da dẻ của mình nó rất là hồng hào và rất là khỏe, đẹp nha cả nhà. Và những cái người mà đang bị béo này, hoặc là bị mập này, mình dùng nụ hoa tam thất một thời gian, nó cũng hỗ trợ cho mình được giảm béo nhé, và da dẻ của mình nó được đẹp hơn. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cho những cái bác mà bị mỡ máu nha. Mỡ máu này rất là quan trọng này. Các bác uống vào nó sẽ giúp mình cải thiện dần dần ha. Mỡ máu hoặc là gan nhiễm mỡ, nó cũng hỗ trợ về gan, nó cũng rất là tốt cho tim mạch nha cả nhà. Nụ hoa tam thất được xem như là một món quà tinh thần rất là quý. Các bạn có thể dùng làm quà biếu nè, quà tặng để mình tặng những người thân trong gia đình, đặc biệt là những người lớn tuổi như là bố mẹ, ông bà, dùng rất là tốt nha cả nhà. Cách dùng của nó thì rất là đơn giản và tiện. Một ngày các bác dùng khoảng 15 nụ, mình cho vô một cái ấm, các bạn có thể hãm y như hãm trà. Mình uống hết nước đầu thì mình sẽ có thể đổ thêm nước thứ hai vào mình uống. Cái nước của nó trong xanh và rất là ngọt, nó có màu mùi ngọt thanh nhẹ nha, uống rất là ngon cả nhà. Đây là nụ hoa tam thất bao tử nha, nụ bao tử, nụ loại 1 ạ. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại, có những loại nở to rồi, có những loại gọi là hoa, còn đây là nụ tam thất, nụ bao tử nha cả nhà. Nụ tam thất loại 1, hàng còn cuống. Hiện tại thì bên em đang cung cấp nụ hoa tam thất ngon loại 1, xanh y như hình đây. Các bác có muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại mình để ở bên trên, hoặc là có thể đặt mua hàng trực tiếp trên website thaoduocthanhphat.com nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.